Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Lợi thế nhỏ cho tuyển Việt Nam nhờ thể thức mới V-League. Thưa quý vị và các bạn, nhóm đua vô địch V-League chỉ có 6 đội nên các tuyển thủ Việt Nam sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn trước thêm vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào cuối năm. Thành công của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á mở ra cánh cửa lịch sử, nhưng đồng thời cũng đặt đội tuyển Việt Nam trước lịch thi đấu khắc nghiệt trong phần còn lại của năm 2021. Các tuyển thủ sẽ phải đá 6 trận vòng loại thứ ba từ ngày 2 tháng 9 tới ngày 16 tháng 11. Sau đó họ nghỉ ngơi ít ngày trước khi dự AF Cup từ ngày 5 tháng 12 tới ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trước giai đoạn 4 tháng này, họ phải hoàn tất V-League, Cúp Quốc gia, không ít tuyển thủ còn phải dự AFC Champions League, AFC Cup. Số trận nhiều ít tùy theo thành tích của câu lạc bộ chủ quản. Đối mặt lịch thi đấu khốc liệt ấy, các tuyển thủ Việt Nam vẫn còn một lợi thế nho nhỏ từ thể thức mới của V-League. Câu lạc bộ Việt theo của Quế Ngọc Hải có lịch thi đấu khắc nghiệt bậc nhất. Ngoài nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia và sân chơi V-League, câu lạc bộ Việt theo phải dự thêm AFC Champions League. Nhóm A đua đội vô địch có 6 đội, nhóm B đua trụ hạng 8 đội. Để cuộc đua vô địch và trụ hạng cùng kết thúc một thời điểm, các đội nhóm A đã ít trận hơn nhóm B trong cùng một khoảng thời gian. Năm ngoái, lợi thế này không xuất hiện do nhóm A có 8 đội, nhóm B có 6 đội. Các đội nhóm A phải chơi 7 trận trong 31 ngày, trung bình 4,4 ngày một trận. Cùng thời gian ấy, nhóm B chỉ đá 5 trận. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF chưa công bố lịch chính thức cho giai đoạn 2 nhưng chắc chắn các đội nhóm A sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, qua đó tránh nguy cơ quá tải và chấn thương. Lợi thế của các đội nhóm A cũng là lợi thế của tuyển Việt Nam vì các tuyển thủ quốc gia chủ yếu tới từ nhóm 6 đội dẫn đầu. Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Việt Theo hiện chắc suất ở nhóm A. Hà Nội còn nguyên cơ hội vào top 6 nếu đánh bại đối thủ yếu hơn sông Lam Nghệ An. Ba đội này đóng góp khoảng 3 phần tư quân số cho đội tuyển quốc gia dưới thời của ông Paul Heiser. Về phía những nhà tổ chức, Khó khăn lớn nhất là chưa thể xác định chính xác thời gian cách thức tổ chức các giải đấu cuối năm cả ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển. V-League đang xây dựng phương án trở lại thi đấu vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, các giải quốc nội phải kết thúc trong tháng 8 nhằm tạo điều kiện cho tuyển Việt Nam chơi trận mở màn vòng loại thứ 3 World Cup vào ngày 2 tháng 9. Vòng loại World Cup cũng đang khiến các nhà tổ chức đau đầu, các thông báo chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á chưa nhắc tới khả năng tổ chức tập trung vòng loại World Cup. Nhưng với diễn biến dịch hiện nay ở châu Á, vòng loại thứ ba nhiều khả năng được tổ chức giống các trận cuối vòng loại thứ hai ở UAE. Nếu vậy, V-League và Cúp quốc, quốc gia có nhiều thời gian hơn. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022 diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Nhiều khả năng AFC sẽ chốt hình thức tổ chức vòng loại thứ ba vào thời điểm này. Tin tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra địa chấn tại vòng loại thứ ba. Tại sao không? Đội đoàn áo đỏ dù có thể yếu hơn những đội bóng khác thuộc top 12 nhưng hoàn toàn đủ khả năng tạo ra cú địa chấn nếu được nằm trong bảng đấu dễ thở. Nhìn thẳng và thực lực Sau những ngày tháng tập trung và thi đấu, từ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ của mình đề ra trước ngày lên đường sang UAE khi bước tới vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhìn lại hành trình ấy đó là chiến dịch dài hơi, thực sự khó khăn cho những chiến binh sao vàng. Bởi đại dịch Covid-19 hoành hành cùng với việc sứt mẻ lực lượng, Thử thách thực sự đến với binh đoàn áo đỏ ở bài test cuối cùng nơi hội tụ đội bóng mạnh. Tại đây, Việt Nam có thể gặp mặt những đại diện ưu tú nhất của bóng đá châu Á vì kết quả phân nhóm hạt giống dựa vào vị trí của đội tuyển quốc gia trên bảng xếp hạng FIFA, nên thầy chó Park gặp vô vàn bất lợi trước các đối thủ. Để giành quyền có mặt tại top 12 đội bóng mạnh nhất là sự cố gắng cũng như nỗ lực của toàn đội giúp nền bóng đá của giải đất hình chữ S có thể tạo nên một chiến tích lịch sử hết sức đáng tự hào bởi đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam tiến lên một sân chơi tầm cỡ như vòng loại cuối cùng của World Cup. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận rằng đây là bài test quá sức đối với thầy trò Park Hang Seo khi những đội bóng góp mặt tại đây được cho là chứa ngại vật thực sự khó chịu, thậm chí là vượt trội về đẳng cấp. Những đội tuyển ấy khó nhằn, vậy nên Việt Nam sẽ phải nhận những trận thua là điều dễ hiểu. Chính vì thế mà dòng vàng phải cố hết sức 200% sức lực, căng mình chống chọi sức tấn công của những đội bóng mạnh hơn nhìn vào thực lực của đoàn quân ông Pasha ngoại trừ Lebanon đồng cân đồng lạng thì những đội tuyển khác đều hơn hẳn chỉ có điều sự bản lĩnh hay là tinh thần không bỏ cuộc là thứ tuyển Việt Nam không thua bất cứ ai cả hơn cả thế với tôn chỉ biết mình biết ta trăm trận trăm thắng đã theo những chiến binh sao vàng suốt bao năm tháng đem đến không ít thành công cho nền bóng đá nước nhà bảng đấu dễ thở cho tuyển Việt Nam khi có kết quả, những đội tuyển lò vào top 12 đội xuất sắc nhất để tìm ra 4,5 suất dự World Cup, rất nhiều cổ động viên Việt Nam cân đo đong đếm xem từ Việt Nam lò vào bảng đấu nào dễ thở nhất, vừa sức cũng như là có thành tích đối đầu tốt nhất, hay là có sự chuẩn bị cần thiết để không đi vào vết xe đổ của Thái Lan trước đó. Với những đối thủ nhóm 1, nhóm 2 như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc đều là những đội bóng ao trình, quá tầm so với thầy trò của ông Park. Tuy nhiên nếu có thể thì rất nhiều người muốn chọn đội bóng xứ sở Hoa Anh Đào và xứ sở chuột túi. Dễ hiểu thôi, bởi Nhật Bản từng rất vất vả vượt qua rồng vàng, thay vì Iran từng dễ dàng đánh bại chúng ta ở vòng bảng Asian Cup 2019. Còn ở nhóm 2 thì hiểu rằng chẳng ai muốn Việt Nam gặp quê hương của thầy Park cả. Cơ hội có điểm của binh đoàn áo đỏ sẽ đến từ nhóm 3-4-5, ngoại trừ Arab Saudi sẽ khó nhằn hơn bởi họ rất nhiều lần tham dự World Cup Lần gần nhất họ góp mặt tại giải đấu danh giá nhất thế giới là vào năm 2018 trên đất Nga. Việt Nam vẫn bị đánh giá là chiếu dưới, nhưng nếu có đội hình mạnh nhất, họ hoàn toàn nghĩ đến một chiến thắng, ít nhất là trước UAE. Tại ba nhóm này, lý tưởng nhất đó là UAE, Trung Quốc, Oman hoặc Syria. Đó là bảng đấu dễ thở hơn so với những sự sắp xếp khác. Dù trình độ đội tuyển Việt Nam có thể kém, nhưng các cổ động viên hoàn toàn tin tưởng rằng những chiến binh sao vàng sẽ làm nên một điều gì đó và để lại dấu ấn đặc biệt tại vòng loại thứ ba ít nhất là tạo ra cơn địa chấn khiến cổ động viên bóng đá châu Á tiếp tục trầm trồ. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Park xoay sở thế nào với lịch thi đấu khắc nghiệt của U23 và tuyển quốc gia Việt Nam? Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam cùng có những chiến dịch quan trọng ở thời gian tới đây, khiến huấn luyện viên Park Hauser cần có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau kỳ tích cùng Việt Nam góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên viên Park đã phải ngay lập tức lấy kế hoạch chuẩn bị các cấp độ đội tuyển khi những giải đấu quan trọng diễn ra dồn dập trong 3 tháng cuối năm. Với đội tuyển Việt Nam, 6 lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra các ngày 2 tháng 9, ngày 7 tháng 9, ngày 10 tháng 9, 12 tháng 10, 11 tháng 11 và 16 tháng 11. Bên cạnh đó, những chiến binh sao vàng còn hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AF Cup dự kiến tổ chức tháng 12 năm nay. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng chinh chiến ở đấu trường rất quan trọng vào loại U23 châu Á 2022. Giải đấu dự kiến bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Có thể nhận thấy rằng khoảng thời gian diễn ra các giải đấu của hai đội tuyển khá là trùng nhau. Đây sẽ là khó khăn vất vả dành cho huấn luyện viên Park trong việc phân bố công tác huấn luyện, đối diện nguy cơ do vật tình trạng quá tải vì coi như cùng lúc phải cáng đáng mọi công việc nặng nề cả ở tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam. Trong đội ngũ cộng sự, thầy Park còn hai trợ lý đắc lực đó là Lee yong Jin và Kim Han Jun. Ở những đợt tập trung vừa qua, chiến lược gia người Hàn nhiều lần cắt cử trợ lý Kim phụ trách U23 Việt Nam để bản thân kiểm tra, theo dõi, có thời gian tập trung nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia từng giải đấu cụ thể. Phương án này cho thấy hiệu quả ở đợt tập trung cùng lúc hai đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam cuối năm 2020 chuẩn bị cho trận giao hữu nội bộ. U22 Việt Nam do sự dẫn dắt của trợ lý Kim tỏ ra không hề lép vế trước các đàn anh ở tuyển quốc gia, cho thấy khả năng phối hợp của ban huấn luyện đạt hiệu quả. Cánh tay phải liang Chin là minh chứng người thay thế xứng đáng cho huấn luyện viên Park trong một số trường hợp. Tại vòng loại World Cup, vì trợ lý này thay thế Park trên băng ghế chỉ đạo và truyền tải đầy đủ ý đồ chiến thuật, thổi lửa và tinh thần các cầu thủ việc huấn luyện viên park thể hiện vai trò thế nào trong những chiến dịch sắp tới đây là bài toán khó cho liên đoàn bóng đá việt nam vff cùng hy vọng và tài cầm quân liệu cơm gắp mắm của chiến lược gia người hàn quốc Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.